Tôi đã từng ở ký túc xá 2 năm, 2002 và 2003. Điều thứ hai, tôi đã từng bơi ở hồ bơi và không mặc đồ. Anh bơi hồ bơi đó ở đâu? Lớn hay nhỏ? Hồ bơi lớn. Ở đâu? Ở Vũng Tàu. Có nhiều người hay không? Nhiều người. Không mặc gì cả luôn. Không mặc gì cả. Có nữ không? Có nữ không? Đúng. Ở dưới, ở dưới rồi. Ngồi với ai hả Dinh? Ở dưới hồ. Ủa sao ngưng? Ủa hỏi hồi tự nhiên hồ thành quánh ghen luôn vậy. Lúc đó anh ở dưới hồ bơi một mình. Có ai ngồi trên bờ nhìn anh không? Kệ người ta. Em hết quyền hỏi rồi. Em hỏi một câu nữa, trong cái hồ bơi đó anh không mặc đồ, anh bơi chặng đường bao xa? Em quan tâm cái chuyện nhiều quá. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xô. Mỗi nghệ sĩ của chúng tôi đã có trên tay hai tờ giấy ghi một điều là thật và một điều là không thật. Nhiệm vụ của đối phương là phải đoán được cái nào thật và cái nào không thật. Xin hãy chọn người để thi đấu. Người nào thua đoán không chính xác thì bị đối thủ của mình bắt buộc phải ăn một món gì đó. Và món gì ở đây làm từ gì, nguyên liệu là gì, tất cả đều đã được kiểm định và được phép ăn. Tuy nhiên do cái mùi nó thì nó lát thử biết. Em rồi. Em chơi. Em với ai? Em với Tiết Lực. Sau khi em thi đọc thì cái người đối diện phải hỏi chính chủ rồi sau đó suy luận. Tiến Luật có hai điều. Điều thứ nhất, biết chạy xe máy lúc 10 tuổi. Điều thứ hai, biết lái xe hơi năm 33 tuổi. Mời hỏi. Trời ơi, hai điều hoang mang luôn á. Cho em hỏi anh mua xe hơi năm bao nhiêu tuổi rồi? Anh mua xe hơi năm 2013. Là lúc đó anh nhiêu tuổi? Không biết. Anh Luật bằng tuổi chồng em. Hiện tại anh Luật đang 37 tuổi. À không, 38 tuổi. Cả hai điều đều là anh xảo. Mua xe năm 2013, nghĩa là cách đây 7 năm. Em nghĩ câu lái xe hơi là thật và câu lái xe máy là giả. Chính xác. Hay quá. Mới bị lừa. Em không bao giờ lừa được ai cả luôn à. Đọc rau cái em đoán được liền. Ai vậy? Không ai mà dám lên sóng truyền hình nói mình biết lái xe năm 10 tuổi hết. Bởi vì nói cái là vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật. À, Tiến Luật là lúc mua xe hơi là không biết chạy, bà vợ chở không? Đúng. Nhưng mà em biết là anh Luật thi bằng lái 2 lần 3 lần gì mới đậu. 2 lần 3 lần gì mới đậu. Nhưng mà mình vẫn còn hay. Bây giờ chồng dạ đâu biết lái xe đâu. Không, chồng em lái rất giỏi nhưng mà không biết. Rồi, hãy chọn món cho Tiến Luật. Nhẹ nhàng, anh không muốn ám ảnh cả đời. Anh chỉ đi. Anh cho anh ăn một cái đùi ếch được không? Rồi, mời anh. Cái đùi của vũ nữ chân dài. Ếch nướng, ngon mà. Vậy món đó là nhẹ nhất rồi hả? À, ngon mà. Ơi, món nó ngon nhất rồi. Ê, nó còn thở á. Gì ghê vậy? Nếu còn sống hả? Trời ơi. Giỡn thôi. Tôi không có ghi cái này được. Tôi ghi là bị ta đoán liền à. Tiến Luật là người sống biết trước biết sau. Thế nào lắc không cho dạng ếch lại. Đúng rồi, em cho tôi ăn cái gì tôi cho em ăn cái đó. Ừ mà. Có hai điều. Đánh rắm trong lúc ngủ. Mà dân dân hồ người ta hay gọi là nẹt bô đó. Hay gọi là nẹt bô đó. Điều thứ hai, vòng 1 90 cm. Trời ơi, cái đó là anh đoán được rồi Luật ơi. Quá dễ. Dễ lắm. Quá dễ là cái nào đúng cái nào sai. Trời, cái đó mà anh không biết luôn. Anh làm gì biết không? Anh nghĩ là xanh nhìn vô cái vòng đó mà được 90. Trời ơi. Không, chỉ nhiều khi chỉ không có ngực cái mà chỉ có cái lưng. Cái đó là bị lừa đó em. Cái lưng. Vòng 1 ta đo nguyên cái lưng. Mà thật sự là giả cái ghi này. Vòng 1 90 cm. Không bao giờ được. Đã từng thì phải ra. Đúng. Mọi người không tin lên rồi. Rất là khó để được 90. Không, lúc thể em bé không. Đã không từng hơn con số đó nữa. Em nói cái giọng hai em 140 là ai tin. Khoan đã. Em mặc áo size bao nhiêu? Ba. Ủa tự nhiên sắp mình hỏi size áo. Áo hoài không Huyền. Áo chồng á. Anh Luật ơi coi chừng nha. 34B. 34. Ngược lại 34B là có thể nha. Lúc đẻ mẹ. Lúc đẻ mẹ. Nhưng mà có từ đã từng không? Đâu có, hiện tại bây giờ nè.
30 phút ngay là có thể đó. Đoán đi ha. Đoán đi, chơi tới đi anh. Vòng 1 90 là thật, còn cái kia là giả. Chính xác. Đó, hay chưa? Đúng. Sai đó là đúng, 90. Ủa, mà sao có được điều đó hay vậy? Em mặc sai, cái đó, tôi đo luôn cái áo mà. Đo luôn cái áo mà. Không nói chứ tại cái bản lưng em bự. Cái bản dòng lưng có dòng là lưng bây giờ là chị 90 luôn hả? Lực hãy chọn món cho là bây giờ. Thôi. Đậu hũ thối. Dạ. Ghê vậy. Ủa gì vậy, ăn được hả? Ăn em rất thích cái đó. Thúi em ơi. Trời ơi. Ăn xong rồi về phà vô mặt mấy người kia. Đố gì vậy? Hơi thử. Ăn bị ơi sao vậy? Giờ đang mệt lắm rồi. Gì? Ngon không? Rồi, mời cặp tiếp theo. Rồi, ngân trước đúng không? Có hai điều. Từng bị khỉ giật điện thoại khi đang chụp hình. What? Điều thứ hai, sau đó đuổi theo con khỉ để lấy lại điện thoại một quãng đường dài 1 km. Anh Vinh, đó là một câu chuyện liên tiếp thì chắc chắn sẽ có một điều đúng. Có nghĩa là có một cái sai. Có một cái sai và một cái đúng. À, dễ mà đoán được liền. Con khỉ nó selfie á hả? Từng bị khỉ giật điện thoại khi đang chụp hình. Con khỉ nó giật điện thoại em, nó chụp hình selfie của nó. Cái gì vậy? Đoán lý lắm vậy? Bà nói, bà lý giải không là người ta bắt được top mà. Đúng rồi. Rồi, cái thứ hai là dí theo con khỉ một km để lấy lại cái điện thoại đó. Anh nghĩ Ngân làm sao có thời gian mà dí theo con khỉ được. Với cái tính của Ngân là không có dí. Trong sở thú đâu có cho chạy 1 cây số vậy đâu. Cái vấn đề nè, cái vấn đề là cái điều trước không có thật thì điều sau không thể có xảy ra. Đúng. Rồi, đó đi. Điều sao có thể xảy ra trong vòng 1 km có thể rượt theo nó rồi nó lấy cái điện thoại đó chụp hình selfie cũng được. Một trong hai điều đều có thể mà. Đơn giản, phân tích cái biết liền. Hoặc là có thể từng dí theo con khỉ 1 km nhưng không có chuyện con khỉ chụp hình selfie. Không, có thể luôn, không có chụp hình cái. Thì không mới phải dí theo con khỉ. Thì nhưng mà nó giật cái điện thoại em mà nó không chụp hình thì mời sao? Mời bạn đón. Trời ơi, nói ăn món gì? Căng rồi. Cái hình này đẹp nè. Dễ vậy mà có. Anh nghĩ cái con khỉ chụp hình selfie là có thật, còn dí theo là không. Tại vì tính em lười lắm. Ngược lại. Rồi. Chính xác. Anh đoán được cái đó. Đơn anh giản không có điều phía trước thì điều sau đâu xảy ra. Thôi. Đúng rồi. Tôi biết hai cái điều gì mà thật là ha. Đã vậy còn liên kết với nhau nữa. Rồi, chọn cho Ngân một món. Cái bánh này đi. Bánh đồng đội. Đồng đội. Bánh nào? Đồng đội. Anh muốn bé Ngân phải ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời. Em ám ảnh một mình anh là đủ rồi. Bánh bao. Bánh bao. Ăn. Ăn luôn. Một cái. Bánh bao kim sa hả? Trời ơi, ở đây nói em muốn thử con này không? Ngon. Không vậy. Bánh bao tinh thần kè chắc cái đó đi anh. Mở rồi có gì chẳng không? Mắm tôm. Ồ tuyệt vời. Cái gì vậy anh? Bánh bao bình thường thôi. Bình thường mà. Không phải, cái nhân đâu phải bình thường. Thì ăn đi, biết cái nhân gì. Bình thường, nhưng đậu. Bao nhiêu sầu riêng chứ có gì đâu. Em ăn cái vỏ không mà. Ăn vỏ thôi Ngân. Ngon mà chắc để mấy ngày hay sao. Ngồi nó hơi thủng thủng. Ngồi nó hơi thủng thủng. Cái ghê quá. Rồi, đây là hai điều của Vinh. Tôi đã từng ở ký túc xá 2 năm 2002 và 2003. Điều thứ hai, tôi đã từng bơi ở hồ bơi và không mặc đồ. Khách sạn cũng có thể. Cái điều mà bơi hồ bơi không bận đồ á thì ai cũng có thể xảy ra. Hiểu không? Nhưng mà với Vinh thì coi chừng không này nha. Bơi hồ bơi. Ở villa đồ gì? Bơi hồ bơi nhưng mà trong villa. Chẳng lẽ anh lại lon ton gì anh bơi trong đó? Bơi là anh thả rong đó hả anh Vinh? Thì khi là anh bơi chứ cái giờ ở khuya rồi không có ai hết cho nên anh thả rong là chuyện bình thường. Cái tính của anh Vinh theo em nghĩ á là Vinh sẽ không phải là người khoe khoang cởi ra cho mọi người. Bây giờ em hỏi đi thì bây giờ em hỏi đi. Anh bơi hồ bơi đó ở đâu? Lớn hay nhỏ? Hồ bơi lớn. Ở đâu? Ở Vũng Tàu. Có nhiều người hay không? Nhiều người. Không mặc gì cả luôn. Không mặc gì cả. Có nữ không? Có nữ không? Lúc ở dưới rồi. Ở dưới ai hả Vinh? Ở dưới rồi. Ủa sao Ngân? Ủa hồi tự nhiên Hồng Hành quánh ghen luôn vậy. Lúc đó anh ở dưới hồ bơi một mình. Có ai ngồi trên bờ nhìn anh không? Kệ người ta. Em hết quyền hỏi rồi. Anh được quyền nói. Đúng không vậy? Hỏi nhiều quá vậy. Cá cược. Đó là hạnh phúc của gia đình các anh chị, chúng tôi không liên quan. Kiểu cá cược. Cá cược hơn. Kiểu cá cược hoặc là xuống cái đó thì mới tự lột ra. Em trả lời đi rồi anh nói cho em nghe. Năm 2013 và 2014. 2002, 2003. 2002, 2003. Lúc đó anh làm gì? Anh học đại học và đi hát ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho em hỏi một câu nữa. Trong cái hồ bơi đó anh không mặc đồ, anh bơi chặng đường bao xa? Anh quan tâm cái chuyện nhiều quá. Tại vì
Cho em hỏi anh có chạm đấy không luôn đi. Anh bơi cái đoạn đường đó bao xa? Anh em cứ nói là cái là thật đi. Còn cái hồ bơi mà bao xa? Trời ơi, hồ bơi người ta có 20 mét thôi. Thường là mấy cái mà ghê ghê vậy là thật á. Nhưng mà nếu em sai là mọi người ăn giùm em đúng không? Không, em sai thì em ăn chứ. Rồi, em xin đoán. Anh Vinh không mặc đồ bơi là thật. Còn cái kia là giả, nhưng mà em vẫn nghĩ cái kia. Cái kia là cái túc xá mà giả. Thôi thôi, xong rồi. Xong rồi. Thủy Ngân chính xác. Dễ cho em quá. Trời ơi. Dễ quá mà. Tưởng sao? Ở chùa mà gần là thật. Vinh sợ món này lắm. Vừa nãy em nói anh rồi mà. Ăn cho anh. Địa Long. Anh hết một thố này. Ngân, em nói đúng cái câu mà anh nói với em. Nấu lên rồi mà. Em muốn sao? Anh ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời này. Ám ảnh gương mặt em suốt cuộc đời này. Anh thả ông ra, em nói câu đúng quá được nè. Anh thả ông ra, em nhét cái này vô họng anh Địa Long. Anh nấu lên rồi bây giờ đúng rồi. Nhanh lên nào. Không. Cho anh Ngân muốn khác đi. Trời ơi, cái gì mà kia cũng quệ quá vậy. Bây giờ anh nói em đi. Nói em đi. Rồi. Rồi em sẽ đổi nó khác cho anh. Hãy nói thiệt là trong hồ bơi lúc đó không bận đồ với ai. Đúng rồi. Có đứa nào lặn xuống dưới không? Không, thật sự là vậy nè. Cái đó là câu chuyện có thật. Mà tại vì lúc đó đang quay phim thì cảnh là anh nhảy xuống dưới. Mà cái quần đó sao anh nhảy cái quần ra ngoài luôn. Anh bơi nguyên chặng đường đó anh luôn. Anh phải bơi ngược anh chụp cái quần liền chứ. Đúng không? Vậy là anh làm sao mà nó lỏng như vậy? Lúc đó đoàn phim không chuẩn bị cái quần bơi và anh phải mặc cái quần. Ăn thôi món khác đi. Không, không. Mua là chung. Nói với thôi, tha cho anh Vinh. Trời ơi, chị tá mạnh như mặt sinh tờ. Không khác đi. Ngân, em chiều người ta riết, người ta hư đó. Người ta hư đó, người ta hư đó. Thôi lỡ rồi, cho anh ăn nó luôn đi, không sao đâu. Thôi được rồi, để tôi ăn giùm anh Vinh. Wow. Wow. Với một điều kiện, lát nữa hình phạt cuối cùng anh chịu thay em. Tình đẹp khi tiền lớn. Chơi. Hình phạt cuối cùng là con này chiên á, con này chiên á. Địa Long rồi, thuốc á, thuốc á. Thuốc mà. Thuốc mà. Thôi chết luôn hả? Ủa chị không thấy mới chị không thấy nó sao á hả? Ngon mà. Rồi, cặp em, theo. Em sẽ ám ảnh gương mặt chị suốt đời. Rồi, mời hai đứa xin ngồi cho bé nóng. Rồi, Jin Tuấn Kiệt trước. Để coi có gì giấu nhau không. Jin Tuấn Kiệt, điều thứ nhất, từng quen một người lớn hơn 5 tuổi. Quen một người lớn hơn 5 tuổi. Ê, cái này mà có biết cái điều đó đâu. Không biết cái điều đó đâu. Không biết cái điều khác mà. Thôi, thằng bé nó như đứa một đứa con nít ta. Biết liền á. Sợ gì dữ vậy? Không phải, nhưng mà em không biết cái điều đó. Em sợ gì dữ vậy? Giải thích dữ đó, đó. Điều thứ nhất, từng bỏ nhà ra đi năm học cấp 3. Điều thứ hai, từng lấy cây nhang đang cháy chích vào giữa trán. Trời ngu. Trời, tính làm Dương Tiễn hay sao? Lúc đi học em có phải là học sinh ngoan không? Không ngoan. Em là học sinh cá biệt. Đúng rồi, học sinh cá biệt. Em có hỗn láo với cha mẹ được không? Dạ không, em không hỗn láo với cha mẹ. Có đánh lộn trong trường có không? Có đánh lộn trong trường không? Dạ không, em không đánh lộn. Hồi nhỏ em có ngu không? Không, hồi nhỏ em không có ngu. Không ngu thì đâu thể nào lấy cây nhang chích vô chán được đúng không? Có đó bu, coi chừng có chuyện đó xảy ra đó. Cái chuyện chích vô trán có thể có nha. Từ năm học cấp 3 cho đến giờ em có bao nhiêu bạn gái rồi? Có liên quan không? Có liên quan không? Nếu mà trên này thì em dịp. Đếm không đủ, tính cả lóng luôn rồi. Cả lóng bạn luôn mà con gái. Bạn là con gái đó, giờ hỏi người buồn yêu thì... ghê không? Từ cấp 3 tới giờ nó tính cả lóng luôn không đủ. Trong khi là tôi là một ngón là còn dư mấy lóng. Một ngón là còn dư mấy lóng. Thì anh phải nhìn lại nhan sắc của anh với Jin đi. Từng bỏ nhà đi năm học cấp 3, lấy cái nhang cắm vô giữa chén. Nhang đang cháy nha. Nhang đang cháy. Chơi ngu quá. Mà mấy cái chơi ngu vậy hay có thật lắm. Em nghĩ là nhang đang cháy cắm vô giữa chén là vậy. Còn không có thể không? Trời ơi. Không cái luôn, không cái luôn. Em khẳng định lấy cái nhang cắm vô giữa chén là thật. Bỏ nhà đi bụi là giả.
Tại vì em nói em không có hổn với ba mẹ thì mắc gì bỏ nhà đi bụi. Chính xác. Hành động mà chạy qua xem là biết hai người xa lạ lắm, không có thân nhau lắm đâu. Tại vì nếu mà thân nhau lắm thì phải mặt giáp mặt là phải biết rồi, đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà không, lúc nào cũng để tụt xuống. Lúc đó là đúng, đâu có anh Luật ơi, gì. Lúc giáp mặt là nhắm mắt hết trơn rồi. Thôi, ăn đi. Thiệt á. Chị làm sao coi được nha. Em thích ăn cái nào? Cái gì ở giữa đó, cái gì đó, đó chắc là sữa, lạp sữa. Không phải lạp sữa. Xúc xích quấn sô-cô-la và... À, được, được, em ăn nó được á. Không, vậy em ăn được chị em cho ăn. Cái gì vậy? Chuối wasabi. Bắt người ta ăn còn hồi người ta cho ăn lại quá. Nó quết qua xe bì bắt ăn lại nha. Ghê mà. Ẩm hả mày à? Ngoan nhiều view qua xe bì lắm á. Hả miệng ra cưng. Không có khóc. Không có khóc. Không có khóc đâu. Rồi chút, tiếp theo. Miếng nữa. Hai người này nhìn tình cảm. Điều thứ nhất của Buka từng bị ba đuổi ra khỏi nhà năm 14 tuổi. Ủa hai người này thích bỏ nhà đi ra không? Ngẫu nhiên. Điều thứ hai, từng xém chết vì ăn nhãn. Trời ơi, giống luôn, ông kia lấy tâm bà này ăn nhãn. Ăn nhãn gì vậy? Mà không biết Buka lớn hơn Duyên mấy tuổi hả? 5 tuổi. 4 tuổi chứ? 5. Đứa 10 tuổi, đứa 14 tuổi dắt nào đi bộ đó. Dắt nhau đi phải không? Trước giờ chị có bất hòa gì với cha mẹ không? Có bất hòa hoài à. Mà nguyên nhân nào? Lì. Là hay cãi cha cãi mẹ luôn đúng không? Không, lì không có trả lời. Không trả lời, mà lì như thế nào? Lì đánh không đi giờ em đứng. Tức là đuổi nhà là không có đi rồi. Đánh không đi giờ em đứng mà tức là cái chuyện đuổi khỏi nhà 14 tuổi là không có thiệt. Rồi lựa chọn. Đó em nghĩ là không có thiệt, cái chuyện đó thì cái còn lại là có thiệt. Cái còn lại là gì? Xem chết diện nhãn. Hoàn toàn chính xác. Hai người này hết chơi ngu ghê luôn. Ghê giỏi quá. Game của chị giỏi quá, mày mốt không có chơi ngu gì nữa nha. Rồi hãy chọn món. Nãy cho em ăn chuối vậy em bắt ăn chuối lại. Không cho ăn chuối, cho ăn lạp xưởng đi em. Lạp xưởng. Đừng cái ghê quá. Em phải cho chị ăn lạp xưởng. Thôi cho chị ăn lạp xưởng đi. Cho chị ăn bánh đen đen. Đây, lạp xưởng đây. Cho chị ăn bánh đen đen này đi. Thôi, nó trong rồi. Đâu được lựa chọn. Ủa đây ở nhà hả? Ôi ăn phải hết cái chứ. Trời ơi. Ngon. Cái gì gớm vậy trời. Ngon đó. Ngon. Rồi. Ngon, mọi người vô ăn thử không? Cái trò chơi này hai đội về nhau. Nhưng mà từ đầu tới giờ mình thắng quá trời. Mình vẫn thắng. Thưa quý vị thân mến, như vậy là bây giờ chúng ta bước vào một cái phần mà nhiều người chờ đợi, đó là phần kịch. Và chúng tôi ngày hôm nay mang đến một cái tình huống cùng dễ thương mà quý vị cùng theo dõi.